Em chủ kênh Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng xin chào tất cả các anh chị, các bạn yêu lan rừng. Ngày hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2020. Em xin được chúc toàn thể các bác, các anh, các chị, các bạn xem video này những lời chúc tốt đẹp, những lời chúc sức khỏe. Và ngày hôm nay thì em sẽ ghi về video về vườn nhà em. Cũng mong là mọi người xem hết video đăng ký cũng như là comment, ủng hộ, tương tác, góp ý cho nhà vườn em. Càng ngày càng có những sản phẩm lan rừng đẹp để bổ sung vào cái vườn lan của mình và bổ sung vào những cái giống lan thêm. Và ngày hôm nay thì em sẽ lại ghi video về vườn phi điệp cũng như là giới thiệu tới quý vị khán giả yêu lan rừng những cái cách làm cũng như là cách trồng chăm sóc lan phi điệp tím của vườn nhà em. Và bên cạnh đấy thì em sẽ quay luôn cả vườn giáng hương đôi cáo ở phía dưới kia, vừa giáng hương tổng bộ vừa giáng hương của nhà em. Thì sau đây thì em xin phép được chia sẻ về cách trồng và chăm sóc lan phi điệp vào mùa này. Mùa này thì mùa cây phát triển rất là khỏe mạnh và cây đang rất là cần dinh dưỡng. Thì ngoài việc chúng ta tưới nước thường xuyên, độ ẩm hàng ngày duy trì cho cây phát triển thì chúng ta hãy bổ sung những vi lượng cho cây. Những vi lượng cho cây bao gồm là phân tan chậm này, có thể là nước ốc, có thể là phân chuồn quế, có thể là dịch chuối. Thế nhà em thì chỉ sử dụng nước ốc với lại dịch chuối là một trong những hai loại chế phẩm vô cơ, tức là chế phẩm đấy là chế phẩm của thiên nhiên thôi, tức là được sử dụng và được chế biến bằng phân hoại của động vật và có cái quả chuối chúng ta mang về chúng ta ủ để nó thành dịch. Một thời gian tầm khoảng vài 3 tháng thì chúng ta bắt đầu mang về tưới. Em thấy nó rất là tuyệt vời và rất là tốt cho cây trồng. Đặc biệt là với những dòng phi điệp này, dòng phi điệp dòng giáng hương thì bộ rễ nó rất là khỏe và cây nó rất là cứng cáp. Như nhà vườn em thì sử dụng cái nước ốc để tưới cây thì sau quá trình chúng em tưới từ cách đây khoảng gần 2 tháng rồi. Đến thời điểm bây giờ thì em cũng không thấy có cây nào bị thối cũng như là bị hỏng, bị nhũn đầu gập thân. Thì những cái tình trạng đấy thì những năm trước thì nhà em bị rất là nhiều. Thực sự với các anh chị là những năm trước thì nhà em bị rất là nhiều. Nhưng vào năm nay, vào 2 năm nay thì nhà em sử dụng cái chế độ thức ăn hoàn toàn là tự nhiên cho cây thì em thấy cây nó phát triển nó rất là tốt và cây nó không bị gãy gập, không bị thối nhũn ạ. Đấy là cái phương pháp chia sẻ đầu tiên là chúng ta hãy sử dụng những cái chế phẩm hoàn toàn tự nhiên để bón cho cây để làm sao cây nó đủ đảm bảo dinh dưỡng cũng như là đủ đảm bảo độ cứng cáp để chống chọi với thiên nhiên và nó sẽ không bị thối gập, bị thối nhũn. Đây các anh chị này cũng có thể nhìn thấy những giò lan của nhà em. Mặc dù là nó là những cái giò lan nó vừa phải thôi, nó không được to đẹp mướt lắm như những cái dòng thân lá mà anh em quay ở trên bài ấy. Nó không được đẹp như vậy đâu, nhưng mà tuy nhiên rằng là với nhà em thì làm như thế này thì em cũng đã cảm thấy có một cái sự thành công, không hề là đơn giản một tí nào trong một quá trình chúng em làm như vậy. Và ngoài ra chúng ta có thể bón cái phân tan chậm của Nhật. Phân tan chậm của Nhật này thì hôm vừa rồi em vừa mới đặt về. Em giới thiệu luôn cho tất cả anh em yêu lan rừng biết được là cái phân này là phân tan chậm của Nhật này. Có nhãn hiệu là cái gì nhỉ? 14 13 13 đấy. Cái loại phân 14 13 13 thì nó rất là tốt cho cây nhé. Và cái phân này độ cái chất dinh dưỡng của nó chứa ở trong đấy được tầm khoảng 4 cho đến 6 tháng nhé các bác nhé. Cái phân này thì chúng ta tự bón trong mức độ vừa phải, đối với cây giống thì chúng ta chỉ bón vài hạt thôi. Một chậu và rắc cho vài hạt thôi, tầm khoảng 10 15 20 hạt đổ lại thôi các bác ạ. Đấy. Đối với cái phân tan chậm của Nhật đấy, đấy, phân có hàm lượng là 14 13 13 đấy thì chúng ta có thể rất là thoải mái khi chúng ta bón và nó sẽ không bị hỏng, không có tác dụng phụ cho cây đâu. Đấy. Thì anh em nào mà đấy là cái những cái vi lượng và những cái chế phẩm cần thiết để chúng ta bón cho cây. Chúng ta thấy cây rất là mỡ và rất là căng này. Đấy, cây rất là mỡ và rất là căng. Đó. Thì nhà em chỉ sử dụng đấy nước ốc với lại nước ốc là rất là nhiều anh em hỏi nước ốc là gì. Nước ốc là em cũng xin phép được chia sẻ trong bài live này luôn, đó là em hàng năm thì em đi thu mua ốc bươu vàng ấy. Ốc bươu vàng chắc là một loại ốc, chắc là trong nông nghiệp chắc ai cũng biết. Ốc bươu vàng thì em thu mua về số lượng lớn lắm. Em thu mua về vài tạ cơ. Thì mang về chúng em ủ vào những cái thùng. Ủ thì phương pháp ủ thì đơn giản lắm ạ. Chúng ta hãy đun nước nóng và đổ cho con ốc nó bị chết. Và sau đấy chúng ta đổ, sau khi nước nóng để nguội này, nước nóng này, đổ xuống cho con ốc chết này. Và sau cái nước đấy nó nguội đi thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng nấm Chico de Ma, đổ xuống cái thùng đấy và chúng ta lấy ni lông bọc lại.
bọc cái miệng lại sau tầm khoảng 6 tháng thì chúng ta múc lấy cái nước về dùng. Cái nước đấy thì em thấy là nó màu đặc quánh, mà sau tầm khoảng 6 tháng cho đến 1 năm thì nó sẽ không có mùi gì nữa các bác ạ. Và chúng ta mỗi lần sử dụng thì cái thùng của em 3 khối thì tầm khoảng 1 khối chúng em phun tưới bình thường sau khi nó gần hết này. Sau khi cái thùng nước nó gần hết, cái thùng 3 khối nó gần hết thì em mới bắt đầu pha. Pha thì khoảng 1 khối thì em sẽ pha cho 1 đến 2 xô. Cái xô đen ấy, cái xô đen con ấy các bác ạ, cái xô đen mà xô anh em sexy ấy, cái xô sexy ấy. Thì 1 đến 2 xô đấy thì bình thường chúng em nhà em pha là 2 xô. 2 xô cho một khối nước thì chúng em pha vào đấy. Và chúng em sử dụng tưới hàng ngày, tưới 1 tuần 1 lần cho cả vườn lan của nhà em. Em chỉ sử dụng tưới 1 tuần 1 lần thôi. Đấy thì em thấy cây nó cũng khá là mỡ và khá là đẹp. Khá là mỡ và khá là đẹp. Và cây của nhà em phát triển em cũng thấy là tương đối ổn như các nhà vườn khác. Tuy nhiên rằng là phi điệp mỗi vùng miền nó khác nhau. Phi điệp ở mỗi thổ nhưỡng nó khác nhau. Phi điệp Cao Bằng em thì nó có cái độ khác và cái cây nó hoàn toàn nó khác hơn các vùng khác. Đấy, ví dụ là để so sánh hàng thân lá với hàng phi điệp Cao Bằng mà so sánh với hàng Tuyên Quang hay là so sánh với hàng Hòa Bình thì thôi nó có sự chênh lệch không hề nhẹ các bác ạ. Đấy, nó có sự chênh lệch rất là lớn luôn. Với hàng Hòa Bình với hàng Tuyên Quang thì cái thân lá của nó rất là to khủng và đẹp, thân rất là dài các bác ạ. Nên là không thể so sánh được, mọi sự so sánh đều là cập kiễng hết. Đấy, nhưng tuy nhiên rằng là ở trên nhà em, ở trên Cao Bằng em ấy thì cái độ cây để sổ ra hồng ấy thì cái nó chiếm tỷ lệ rất là cao. Đấy, với những cái cây nó sổ ra hồng thì nó chiếm tỷ lệ rất là cao luôn. Nên là khi mà anh chị mua cây lan từ nhà em về thì cái chúng ta được quyền mơ ước và chúng ta được quyền bắt sổ số ở trong cái đám mà các anh chị mua cây từ nhà em về. Mặc dù là từ cây kia cho đến cây trưởng thành, những cây bố mẹ thì em cũng xin phép được nói trước là những hàng trên hàng bố mẹ là em không có bán. Đấy, hàng năm em cắt kia ra dưới dạng kia như thế này. Đây ở chậu ở phía dưới này. Đấy, một chậu chúng em sẽ trồng 1, 2, 3 cái như thế này. Và anh em mua thì em sẽ bán cái sản phẩm ở bên dưới này, tức là những cái hàng ở phía bên dưới này. Em sẽ bán những sản phẩm hàng dưới này với giá là 100.000 cho một chậu. Kỳ năm 2 ở phía bên kia em bán ở phía bên kia. Ở phía bên này thì năm sau em bán. Phía bên kia thì kỳ năm 2 thì em bán với giá 100.000 một chậu. Và anh em nào mua từ 5 chậu trở lên sẽ được tặng một chậu. Mua 10 chậu được tặng 2 chậu. Đấy, rất là đơn giản. Và anh em có thể gọi điện qua số điện thoại 0868 376 205 để đặt hàng. Và ngoài ra thì nhà em có những cái chế độ rất là đặc biệt và có những cái chế độ ưu đãi cho khách hàng. Bởi vì là ngoài cái tặng quà ra thì chúng em cũng có những cái phần quà kèm cho anh em nào mua hàng nhiều này. Những cái phần quà nào kèm cho nếu anh em nào mà là khách hàng mua thường xuyên, mua quanh năm, đó là khách hàng trung thân ấy. Đấy, mua với nhà em nhiều thì em sẽ có những cái phần quà rất là hậu hĩnh cho mọi người. Và một cái em muốn chia sẻ nữa đó là quạt. Chúng ta lắp quạt cho vườn này rất là mát vườn các bác ạ. Rất là mát vườn. Và vườn vừa thoáng gió, vừa đủ độ ẩm, vừa thoáng gió thì không có gì là cây nó không phát triển cả. Anh em hãy bón phân này, bón vi lượng đủ cho cây và lắp quạt rất là mát cho cây này thì em nghĩ rằng là cây nó sẽ phát triển rất là tốt. Đấy. Đối với nhà vườn em thì em cũng lắp như vườn của em rộng 2.000m2 này thì vừa rồi em lắp khá là nhiều quạt nhưng em thấy rằng là nó chưa đủ quạt. Đấy, còn phải lắp thêm một hàng nữa, mỗi cái hàng này em lắp có 4 cái thôi. 4 cái thì có em lắp có 4 hàng 44 16. Còn mới có 16 cái các bác ạ. Mới có 16 cái thôi. Thì em sẽ lắp thêm tầm khoảng chỗ này lắp tầm khoảng 22 cái thì mới đẹp. 22 cái thì sẽ đảm bảo đủ cái độ thoáng gió cũng như là độ ẩm cho cây, độ thoáng mát cho cây. Thì cây nó sẽ phát triển rất là đanh và rất là đẹp các bác ạ. Đấy. Đấy với nhà vườn em thì ngoài phi điệp ra thì em còn có trồng rất là nhiều các loại lan rừng khác. Và mọi vấn đề thắc mắc thì anh em có thể comment ở dưới bài nhé. Thì với cái thời lượng thời gian như vậy thì em không thể là truyền tải hết được những cái thông tin cũng như là những cái gì em cần nói đâu. Thì anh em có thể comment và có thể là chia sẻ thêm ở trên cái bài đăng video đăng của em. Và sau đây thì đây ở phía đây là toàn bộ là phi điệp này. Và sau đây thì em xuống dưới này em quay cho anh chị em xem luôn cả vườn giáng hương đuôi cáo cũng như vườn phi điệp. Thì ở tầng trên nhé, tầng trên cùng là vườn phi điệp, còn ở tầng phía dưới bên dưới này thì nhà em trồng toàn bộ là giáng hương. Đấy, từ đất trở lên anh chị em có thể nhìn thấy ở dưới đất một sạp nữa. Đây, ở dưới đất một sạp nữa này. Đấy, dưới đất một sạp nữa, sạp này sạp thấp nhất và sạp này sạp thứ hai. Sạp thứ hai này thì trồng toàn bộ ở đuôi cáo, đuôi chồn, đuôi sóc, tam bảo sắc, quế tím, bạch nhạn, hoàng nhạn. Đó, rất là nhiều loại. Đấy, đuôi cáo, đuôi chồn, cẩm báo nhé, giáng hương, tất cả các dòng giáng hương. Và phía góc bên kia anh em nhìn thấy em trồng một góc kiếm. Và em nghĩ rằng là với cái số lượng cả đầu vạn như thế này thì sẽ đủ cung cấp cho ra thị trường cho tất cả anh em yêu lan rừng. Và nhà em thì chuyên làm hàng truyền thống ạ. Đấy, vừa hàng đột biến cũng như là vừa hàng truyền thống các anh chị ạ. Đấy, đến với kênh vườn lan nhà em
là vườn lan Trung Mã Cao Bằng thì anh em có thể đăng ký và cũng có thể là sở hữu ngay rất là nhiều dòng lan rừng, từ hàng truyền thống cho đến hàng đột biến. Anh em thoải mái, và với cái cách phục vụ nhiệt tình, thái độ của chủ, tức của chủ bán hàng cũng vô tư vui vẻ, em cũng mong rằng là mọi người tương tác và mọi người ủng hộ em nhiều thêm. Thì cuối video thì em cũng chả biết nói gì, xin được kính chúc sức khỏe toàn thể các bác, các anh chị, các chị, các bạn. Chúc chúng ta có những ngày làm việc, có những ngày nghỉ cuối tháng thật là vui vẻ, thật là đầm ấm, có những giây phút thật là bổ ích bên gia đình của mình. Và mọi người xem hết video đừng quên đăng ký kênh của nhà em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.